Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa. Hôm nay tiếp tục là một ngày tranh tài sôi nổi của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Chúng ta tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương, trong đó môn canoeing đã bổ sung thêm một tấm huy chương vàng. Các vận động viên Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân đã về nhất ở nội dung thuyền 4 nữ, cự ly 500m, qua đó mang về thêm một tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Còn ở nội dung thuyền kayak 4 nữ, Lương Thị Dung, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo và Ngô Thị Thu Hiền đã về nhì và có được tấm huy chương bạc. Bên cạnh đó, mở đầu cho ngày thi đấu đầu tiên của môn aerobic tại SEA Games 31, Phan Thế Gia Hiển thi đấu nội dung đơn nam với các đối thủ của Thái Lan, Philippines và Campuchia. Đáng tiếc là Gia Hiển chưa thể bảo vệ huy chương vàng của mình khi chỉ có thể giành huy chương bạc với tổng điểm 18,1. Xếp trên là vận động viên Thái Lan hơn Gia Hiển 0,8 điểm. Nhưng ngay sau đó, aerobic Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người, gồm có vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong. Sau các môn thi đấu diễn ra trong ngày thì tới tối nay, nội dung thi đấu được chờ đợi nhất, trận chung kết môn bóng đá nữ sẽ được diễn ra giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan. Kỳ SEA Games 31 có lẽ sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với tất cả các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam khi các cô gái của chúng ta nhận được sự cổ vũ hết mình từ các cổ động viên. Và chính tình yêu với đội tuyển đã khiến cho câu chuyện về tấm vé vào sân luôn trở thành đề tài được nhắc tới nhiều nhất trước ngày trận đấu diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 thì ban tổ chức mới bắt đầu mở cửa để phát hành vé mời miễn phí cho những khán giả vào sân theo dõi trận đấu tranh huy chương đồng cũng như là trận chung kết của môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với sức nóng của trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan thì trước đó một ngày đã có khá đông những người hâm mộ có mặt tại cửa sân Cẩm Phả với mong muốn và hy vọng có thể sở hữu sớm tấm vé vào sân trong trận đấu này. Vẫn là những vật dụng quen thuộc để người hâm mộ có thể giữ chỗ trước khi ban tổ chức mở cửa phát vé vào sáng nay. Ghế nhựa, ô hay là những mẩu giấy, thậm chí dùng cả phấn viết lên đường như thế này. Bóng đá nữ chúng tôi chưa bao giờ được cái không khí như thế. Sân Cẩm Phả này thì những cái trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam rất là đông khán giả. Chính đấy là cái sức mạnh để tiếp thêm cho chúng tôi trong những trận đấu vừa qua. Những ngày qua, việc hàng dài người hâm mộ xếp hàng đợi nhận vé mời vào các trận bóng đá nữ đã trở thành hình ảnh thường thấy ở sân Cẩm Phả. Ai cũng muốn là người may mắn được vào sân tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng tôi sẽ xin hứa các khán giả như vậy, cổ vũ nhiệt tình như vậy đã sẽ tiếp thêm cái sức lực cho chúng tôi để chúng tôi thi đấu tốt ở cái trận chung kết lần này. Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 19 giờ tối nay. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Trước đó thì trong buổi chiều, người hâm mộ môn cầu lông sẽ được chứng kiến trận bán kết rất được chờ đợi ở nội dung đơn nam khi mà tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh sẽ có thử thách thực sự khi đối đầu với đương kim vô địch thế giới Logan Yu. Tiến Minh đã giành quyền vào bán kết mà không mất quá nhiều sức lực khi đối thủ Khomsit phải bỏ cuộc ngay trong set đấu đầu tiên. Đó sẽ là một lợi thế rất lớn với Tiến Minh và sẽ càng quan trọng hơn khi mà đối thủ của Tiến Minh sẽ là Logan Yu. Tay vợt người Singapore đã đăng quang ở giải vô địch thế giới cuối năm 2021 vừa qua. Trận bán kết đơn nam môn cầu lông giữa Tiến Minh và Logan Yu cũng sẽ là trận đấu muộn nhất trong chiều nay tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Trong khi ở Bắc Giang, môn cầu lông rất được người dân yêu thích, thì Hải Dương cũng được xem như cái nôi của bóng bàn Việt Nam. Thế nhưng đã 19 năm rồi, đội tuyển bóng bàn Việt Nam không thể giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nam. Ngày hôm qua, khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đó đã kết thúc với tấm huy chương vàng lịch sử của Nguyễn Đức Tuân. Đặc biệt hơn khi tay vợt này lại chính là một người con của tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, nếu như Nguyễn Đức Tuân giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan, chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ với người dân Hải Dương, bởi vì Tuân là người con Hải Dương. Nếu như tấm huy chương vàng này Tuân giành được thì chắc chắn sẽ là một tấm huy chương vàng ý nghĩa và trọn vẹn với thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trận chung kết bóng bàn tại nhà thi đấu Hải Dương đã diễn ra với một bầu không khí sôi nổi và kịch tính. Đại diện của Việt Nam và đồng thời là người con của đất Hải Dương, Nguyễn Đức Tuân đã thi đấu đầy quyết tâm để mang huy chương vàng về quê hương. Đối thủ của anh là Pháp Hùm Sang Wansin, người đã loại Nguyễn Anh Tú tại trận bán kết. Trận đấu diễn ra sôi nổi với những tiếng reo của các cổ động viên cùng những pha bóng mãn nhãn được tạo ra bởi hai vận động viên. Đức Tuân là người thi đấu xuất sắc hơn. Set 1 và 2, tay vợt này đánh bại đối thủ với tỷ số lần lượt là 11-7 và 11-9. Dù bị đối thủ gỡ lại trong set 3 với tỷ số 8-11,
Tuy nhiên, Đức Tuân đã thể hiện sức mạnh của mình khi hạ gục đối thủ trong set quyết định với tỷ số 13-11. Như vậy, Nguyễn Đức Tuân trở thành cái tên duy nhất của nước chủ nhà giành được huy chương vàng tại môn bóng bàn. Không như vậy, tay vợt này đã chấm dứt 19 năm Việt Nam không thể giành huy chương vàng tại nội dung đơn nam. Bắt đầu trận đấu em bắt nhịp cũng rất là tốt nên là mình cảm thấy rất là tự tin. Đối thủ bạn hôm nay rất là hay nhưng mà mình cũng cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua được. Và em cảm ơn người dân Hải Dương rất là nhiệt tình và cổ vũ cho em rất là hết mình ạ.